Hello, chào anh em. Anh em giao lưu với anh em một con cát sắt tua chậm á. Hiệu Ryobi ha. Hiệu này là hiệu ấy thôi, còn con này là Ryobi ha. Ryobi. Con này nó sử dụng lưỡi 355 ha. Nhưng mà cái lưỡi zin theo máy á, lưỡi zin theo máy là lưỡi 305 nha anh em. Lưỡi zin theo máy là lưỡi 305. Nó không có lưỡi 355 thì nó gắn lưỡi 305 này. Nè. Hiệu Pride ha. Có thui tại đó, hiệu Spray 305 ha, 80 răng nha anh em. Đó. 305 ha, dày 2.2, 80 răng ha. Đó, hiệu gì đó? Tantec Made in Japan ha, lưỡi này lưỡi Japan ha. Lưỡi 80 răng nha anh em ha. Lưỡi 80 răng thì nó mắc hơn cái lưỡi mắc hơn cái lưỡi 60 răng nhiều anh em ha, mắc hơn gấp đôi luôn. Lưỡi này là 80 răng, hợp kim còn rất dày ha, nhưng mà nó bị mẻ hết 3-4 răng gì anh em ha, nhưng mà cắt vẫn còn ok ha. 80 răng mẻ 3-4 răng thì vẫn còn ok ha. Em xem gần cho anh em xem ha. Con này nó có còn cái bảo vệ mắt luôn nha anh em, bảo vệ cái cử trắng mạt văng lên mắt. Cái con này còn cực kỳ đẹp ha, ruột gan mới chụp hình lại ha, ruột gan mới 90%, than zin nó còn nguyên cặp luôn. Ở đây có cái bàn này nó bị ẩm à. Cái bàn này nó bị ẩm, nó bị tróc sơn ha. Chỉ còn nước sơn ở trên thì bao zin ha. Nó còn cực kỳ đẹp, chỉ có cái bàn nó bị tróc sơn thôi nè. À. Rồi em test máy nha xem ha. Dây nguồn Ryobi riêng theo máy luôn ha. Dây 5m này thôi. Dây rất là chạy siêu êm anh em ha. À, cắt nè, rất ngọt ha, không bơ dớ ha. Đó. Rất là chuẩn nha anh em. Con này còn vẫn còn cắt ngọt ha, cái ra hợp kim nó còn rất là dày ha. Ừ, anh em về con cái lưỡi này anh em có thể mài lại được khoảng 3-4 lần nữa. Rồi con này em giao lưu với anh em giá 4,5 triệu thôi. Này chào anh em. À quên em giới thiệu thông số chứ hả. À, con cắt sắt Ryobi M355 ha, điện 100V hàng nội địa Nhật ha, dòng tua là 1250 dòng anh em. À, công suất là 1450W. Em nói lại là cái con này gắn được lưỡi 355 ha, nhưng mà cái lưỡi trong máy là lưỡi có 305 thôi. Là anh em về nếu mà anh em có lưỡi 355 anh em có thể gắn vô ha. Rồi giá giao lưu là 4,5 triệu ha. Chào anh em.